À, chào các bác, hôm nay thì bên em có về được chiếc đầu băng cối Akai 630D rất đẹp để xin giới thiệu đến các bác. Hôm trước có về được một con cách đây khoảng 3-4 hôm mà sau khi lên sóng khoảng 30 phút thì các bác đã chốt ngay rồi. Hôm nay cập bến tiếp tục một em nữa thì em xin quay lên sóng và test cho các bác luôn. Và để các bác nào có nhu cầu thì hãy alo cho em. Chiếc đầu băng cối Akai 630D, một model rất hay của hãng. Model này thì được nhiều anh em tin tưởng và lựa chọn hay trong cái phân khúc máy chạy bằng 10, bằng 7, bằng 10, 4 trách một chiều thưa các bác. Akai chạy bằng 10 thì phải lên tới 635D thì nó mới chạy 2 chiều, còn lại thì nó chỉ chạy một chiều thôi thưa các bác. Và các bác chơi chuyên sâu thì cũng thừa hiểu là những cái máy chạy một chiều mới là hay, còn những cái máy chạy hai chiều thì nó chỉ hay được một chiều thôi, chiều còn lại thì nó chỉ được 18, 10, không bao giờ hay như là cái chiều đi cả. Luyên thuyên một chút thế thôi để cho các bác có thể lựa chọn được cái con máy ưng ý. Đi sâu vào chi tiết em giới thiệu con 630D hôm nay vừa mới cập bến. Hình thức thì còn rất đẹp. Em này thì có thiết kế một cái mặt nhôm phay màu trắng, hai cụm đồng hồ vu với cái ánh sáng vàng rất là đẹp. Toàn bộ các cái nút này hãng làm trau chuốt tỉ mỉ, có các cái đường vân chảy tia rất là đẹp, và các nút bằng nhôm phay, cắt CNC rất đẹp, và cắt CNC rất đẹp, và nút hai tầng các bác nhé. Kể cả những cái phím bấm ở đây có thể thấy là hãng đầu tư này cho con máy hoàn thiện, độ hoàn thiện rất là cao, và một cái model gấu của hãng. Phần bánh tì đây, bánh tì làm rất lớn. Đấy, cũng trẻ chảy tia luôn. Các cái tay cầm này, đấy, họ làm một cách vô cùng là chắc chắn. Chúng ta có thể thấy vô cùng là chắc chắn luôn. Đấy, vô cùng chắc chắn. Bánh đà ở đây, cũng đồng hồ công tơ mét. Các cái phím chức năng, một cái phím nguồn, tắt bật nguồn, một phím điều chỉnh tốc độ, hai tốc độ 7 1/2 và 3 3/4, một nút chỉnh đĩa to đĩa nhỏ, là băng to băng nhỏ, cần gạt giữa đường tiếp và đường sao, volume tổng, hai cụm đồng hồ vu, đây là volume dành cho đường mic và dành cho đường line, các cái phím bấm thông thường, đây qua đường thu, nút pause, các cái phím play hay là tua hay là stop này. Đấy. Máy này về thì đây có một cái hút này, quay cho các bác xem cái phần nội thất một chút ạ. Vâng, thưa các bác, đây là cái phần nội thất của Akai GX 630D. Nội thất là sắt xi 7 màu các bác nhé. Máy chạy 3 motor. Motor của Akai đây làm rất là nhỏ gọn, hiệu quả. Đấy, nhỏ gọn nhưng mà hiệu quả, phần sắt xi 7 màu luôn. Rất mới. Các cái linh kiện họ giấu kỹ ở bên trong. Để mà quay vào thì khó. Đấy, ở đây là hai tầng linh kiện luôn, bên trên này nữa này, đấy, sắt xi 7 màu luôn, các bác có thể thấy. Bây giờ em sẽ lắp máy lại ạ, em lắp máy lại và em test cho các bác nghe.
À, vâng, và em đã tiến hành lắp xong chiếc đầu Akai 600D 630D. Thì các bạn có thể thấy trên màn ảnh nhỏ, nếu như chúng ta lắp cái hộp gỗ vào thì trông nó rất là đẹp, trông rất là đẹp luôn. Đấy. Và cái phần hộp gỗ của máy cũng còn rất mới, không có sứt mẻ hay bể lở gì, vỏ gỗ dư nguyên bản, mộc mạc theo thời gian, rất đẹp. Phía sau của máy đây, đấy, còn rất là mới, model là GX630D, sử dụng cái nguồn điện là 100V, và em đã cắm luôn cái dây AV vào và test chức năng cho các bác xem ngay bây giờ. Chiếc đầu này thì shop của bà giá bán là 22 triệu đồng, kèm một cặp hút của Akai. Và các bác nào không lấy hút thì em sẽ trừ tiền cho các bác. Đấy, còn giá là 22 triệu đồng. Shop em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng đi toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship cho các bác. Thì em sẽ test cho các bác nghe. Con này thì chất âm của nó thì thuộc tốt đỉnh cao rồi, nhất nhì trong dòng họ Akai. Thì cả 635D nó cũng không hay hơn được nó đâu. 635D thì nó chạy hai chiều nhưng mà để mà nghe thì nó cũng không hay hơn con này đâu. Vâng, thưa các bác, một model cho chất âm rất hay phải không ạ? Với mức giá bán là 22 triệu đồng. Sản phẩm đẹp xuất sắc luôn. Các bác nào có nhu cầu thì hãy alo cho em. Shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Chưa nhập tuần sau, anh hãy chờ đợi em thật sớm. Bao nhiêu lời ước thề.
nguyện cầu hai đứa đừng xa. Sẽ test chức năng tua máy á, sau đó thì em sẽ kết thúc video clip. Máy vận hành rất là tốt, êm, trơn tru và rất là bền bỉ.